Rồi. Rồi vì này hỏi cái câu nó cũng khá là tế nhị, cho nên là sư không có đọc lên, quý vị tự đọc nha. Tức là ý của vị này đó là đôi khi có là một vài cái việc mà ô uế ở trong ngôi tự viện đó, thì bây giờ làm sao để mà tiêu trừ cái nghiệp này. Và cái vấn đề này thì xin mời sư Tuệ Cường trả lời. Dạ, hai đứa có nghe rõ Nghe rồi. Dạ, xin chào hai đứa và xin chào quý vị. Sư xin phép, thì cái phần mà cái vị đạo hữu này hỏi thì tổng cộng có 3 câu. Sư thấy được là câu 1, câu 2 á, là có cùng một cái nội dung. Đó là những cái hành động, tạm gọi là những cái hành động bất thiện đi ha. Tóm gọn là hành động bất thiện, thì con có thể làm gì để tiêu trừ nghiệp đó? Đó lại là cái, đây là cái ý chính mà cái ở câu 1, câu 2 mà vị đạo hữu này muốn hỏi. Thì trước khi đi vào phần trả lời câu hỏi này á, thì sư xin trích từ một bài giảng và tài liệu của ngài Sri. Câu trả lời này thì bản thân sư thì sư cũng thể trả lời trực tiếp được, nhưng mà để cái phần sinh động hơn, sinh động hơn, và nó có cái sự chia sẻ về giáo pháp cho nó tường tận hơn, cho quý vị tường tận hơn, thì sư xin trích cái câu câu trả lời về cái vấn đề này của ngài Sri Lanka, ngài thiền sư pháp sư Sri Lanka. Thì là chúng ta đặt câu hỏi là cái vấn đề mà gọi là tiêu trừ nghiệp á, thì nó cũng tương tự là có nhiều người cũng hỏi là có thể biến cải quả của nghiệp không, thì hai ý nghĩa này là một, tương tự là một, nghĩa là muốn thay đổi cái nghiệp mình đó, đó tấm gì đó, tấm là làm thay đổi cái nghiệp của mình. Mà trong thời nay á, mà chúng ta hay gọi là mà dân gian chúng ta hay gọi là kêu bằng là một cái câu là kêu bằng là giải nghiệp, giải nghiệp đó, quý vị cũng thể hiểu hiểu là giải nghiệp đó. Tại vì sư cố gắng dùng các từ để cho quý vị hiểu hiểu rõ câu hỏi này. Đó, thì trích trong bài giảng của ngài Sĩ Lan Đá, thì ngài Sĩ Lan Đá mới trả lời như vậy. Một câu hỏi kế tiếp là chúng ta có thể biến đổi hay cải thiện các tác động hay hậu quả của nghiệp không? Câu trả lời là ngay chính Đức Phật cũng không can thiệp vào sự tác động của nghiệp. Chẳng hạn như khi hoàng tử Quý Đu Đá Phá quyết ý giết hại thân quyến của Đức Phật, Đức Phật không thể can thiệp được, bởi vì đây là quả của nghiệp mà thân quyến của Đức Phật đã tạo ra trước đây, nên họ phải bị hoàng tử Quý Đu Đá Phá tiêu diệt. Như vậy, Đức Phật không thể ngăn chặn quả khổ mà thân bằng quyến thuộc ngài phải trả. Lý do là vì luật nghiệp báo là một luật tự nhiên, luật nghiệp báo không do ai tạo ra, luật nghiệp báo không do thượng đế, ông trời hay thánh thần nào tạo ra cả. Đây là một luật tự nhiên. Bởi vì nghiệp là luật tự nhiên, do đó không ai có thể can thiệp vào tác động của nghiệp. Mặc dầu không thể can thiệp vào tác động của nghiệp, nhưng chúng ta có thể biến đổi được phần nào tác động của nghiệp. Đó là chúng ta có thể tạo ra những điều kiện bất thuận lợi cho nghiệp, và đặc biệt là nghiệp bất thiện cho quả. Để sư đọc lại với cho quý vị hiểu rõ nha. Đó là chúng ta có thể tạo ra những điều kiện bất thuận lợi cho nghiệp bất thiện chỗ quả. Nghĩa là chúng ta có thể hay làm cho nghiệp bất thiện chậm chỗ quả hơn. Bởi vì như tôi đã nói trước đây, tức là ngài thiền sư đó, nghiệp chỉ chỗ quả khi có điều kiện thuận lợi. Khi không có điều kiện thuận lợi thì nghiệp sẽ ở đó chờ. Nếu chúng ta tạo những điều kiện bất thuận lợi cho nghiệp,
bất thiện chủ quả, thì chúng ta có thể không nhận chịu hậu quả của nghiệp bất thiện, mặc dầu không thể can thiệp vào luật nghiệp báo, không thể thay đổi luật nghiệp báo, nhưng chúng ta có thể tạo ra những điều kiện bất thuận lợi hay tạo ra các nghịch duyên cho nghiệp chủ quả. Ít nhất chúng ta có thể đình hoãn sự chủ quả của nghiệp trong một thời gian. Ngài Đại sư nói tiếp, ngay Đức Phật cũng phải nhận chịu những quả xấu do nghiệp bất thiện mà Ngài đã tạo ra trước đây. Sư nhấn xin xin đọc nhấn mạnh câu này cho quý vị hiểu rõ nha. Ngay cả Đức Phật cũng phải chịu những quả xấu do những nghiệp bất thiện mà Ngài đã tạo ra trước đây. Đức Phật thường xuyên bị đau đầu, đau lưng và đôi khi bị cảm. Khi Đề Quá Đắc Tá xô một tảng đá lớn từ trên cao xuống để hại Đức Phật, mặc dầu tảng đá lớn không rơi trúng Ngài, nhưng một mảnh đá nhỏ vỡ ra từ tảng đá lớn làm cho Ngài bị bầm máu nơi chân. Ngài phải chịu đau đớn và vết bầm phải được mổ để máu ứ động chảy ra. Ngay cả Đức Phật cũng không tránh khỏi hậu quả của những nghiệp ác đã tạo ra trong quá khứ. Có rất nhiều câu chuyện cho ta thấy không ai có thể thoát khỏi hậu quả của các nghiệp ác. Chúng ta không thể can thiệp vào những tác động của nghiệp, chúng ta không thể thay đổi dòng nghiệp, nhưng chúng ta có thể làm cho hiệu quả của nghiệp xấu chuyển hạn một thời gian. Trong một số trường hợp hay trong một giới hạn nào đó, không ai có thể xóa tan tất cả nghiệp lực hay xóa tan toàn thể một nghiệp lực nào mà mình đã tạo. Có nghĩa là không ai có thể tiêu trừ tất cả nghiệp hay tất cả những quả của nghiệp đã tạo. Như vậy, mọi người phải nhận chịu những hậu quả của nghiệp mà mình đã tạo ra trong quá khứ. Đây là phần quan trọng, quý vị. Tuy nhiên, vào lúc giác ngộ đạo quả La Hán, tất cả các nghiệp được Tuy nhiên, vào lúc giác ngộ đạo quả La đạo giác ngộ đạo quả La Hán, tất cả các nghiệp đều bị tiêu diệt. Tâm đạo vào lúc giác ngộ tầng thánh thứ tư được gọi là tâm đã hoàn thành trách nhiệm tiêu diệt nghiệp. Như vậy, vào lúc đạt đạo quả La Hán, tất cả các nghiệp đều diệt. Điều này không có nghĩa là tất cả các nghiệp trong quá khứ đều bị diệt và vị A La Hán không còn chịu các quả của nghiệp quá khứ. Chưa đọc rõ vấn cái câu là chưa bị rõ này, bị để không có hiểu nhầm nha. Như vậy, vào lúc đạt đạo quả La Hán, tất cả các nghiệp đều diệt. Điều này không có nghĩa là tất cả các nghiệp trong quá khứ bị diệt và vị La Hán không còn chịu nhận các quả của nghiệp quá khứ. Nhưng điều xảy ra là vào lúc giác ngộ A La Hán, tất cả các phiền não đều bị diệt ngay vào lúc ấy. Khi tâm không còn phiền não thì những gì vị đó làm chỉ đơn thuần là làm thôi, không tạo nên nghiệp nữa, bởi vì vị A La Hán không còn dính mắc vào đời sống nào cả, không còn dính mắc vào sự hiện hữu nào cả. Vị A La Hán không còn vô minh. Bởi thế, những gì vị A La Hán làm thì chỉ là tác động thôi mà không tạo ra nghiệp. Nghĩa là không tạo ra nghiệp nghiệp mới đấy quý vị. Nói cách khác, vị A La Hán hay Đức Phật không còn tích lũy những nghiệp mới nữa. Các ngài không tạo nên nghiệp mới dầu các ngài có làm điều thiện đi nữa. Đức Phật đã dạy cho nhiều chúng sinh, Đức Phật đã giúp cho nhiều người thoát khỏi đau khổ, những vị A La Hán cũng làm nhiều điều thiện lành cho các nhà sư khác và cho mọi người, nhưng các ngài không gặt hái quả tốt khi các ngài làm việc tốt. Những tác động của ngài hay nghiệp của các ngài được gọi là kiriya, tức là tâm di tác, nghĩa là chỉ có tác động, chỉ có hành động xảy ra, tất cả các nghiệp hoàn toàn bị tiêu diệt ở tầng thánh thứ tư, nghĩa là sau khi vị này đạt tầng thánh thứ tư thì không còn tạo tác các nghiệp và các nghiệp nào nữa. Và bởi vì không có nghiệp nên sẽ không có quả của nghiệp trong tương lai. Như vậy, những nghiệp của các ngài đã tạo trong quá khứ hay những nghiệp cũ thì như thế nào? Các ngài vẫn còn nhận chịu quả của những nghiệp cũ. Như Đức Phật vẫn còn đau khổ vì bị nhức đầu. Đau khổ ở đây là sư giải thích cho tưởng là chữ này đau khổ nghĩa đau đau về thân như vậy, chứ không phải là đau về tâm đâu nha. Đó, sư nhấn mạnh cái này là tại vì cho quý vị để hiểu rõ, nhưng khi là dùng từ đau khổ này mà không giải thích cho quý vị thì quý vị nghĩ là Đức Phật còn đau về tâm, nhưng mà đây là đau về thân thôi, nghĩa là thân bờ về thân thôi, chứ tâm thì ngài đã đoạn tận thì não không còn nữa. Những vị A La Hán khác vẫn còn bị đau khổ bởi bệnh tật và còn nhận chịu những quả của nghiệp quá khứ. Các bạn còn nhớ ngày Mốc Ga La Ná đã bị 500 tên cướp giết chết. Như vậy, mặc dù
Phật và các vị La Hán không tạo ra nghiệp mới, nhưng các ngài vẫn còn những nghiệp cũ, nên các ngài vẫn còn hưởng thụ hay nhận chịu hậu quả của những nghiệp mà các ngài đã làm trong quá khứ. Nhưng sau khi các ngài nhập diệt, các ngài không còn tái sanh nữa, nên những nghiệp các ngài đã tích tụ trong quá khứ không thể trả quả sau khi các ngài đã chết. Thì để cuối cùng á, thì cái ngài kết luận là như vậy, nếu chúng ta đã làm nghiệp xấu trong quá khứ thì chúng ta đừng nhớ đến chúng nhiều lần, đừng ăn năn hối hận về chúng nhiều lần nữa, hãy để chúng sang một bên, cho chúng về quá khứ và từ nay tự chế, ngăn ngừa không làm những hành vi bất thiện tương tự trong tương lai. Bằng cách này chúng ta đã để lại đằng sau tất cả những nghiệp bất thiện. Đó là trên tinh thần này á, là lời dạy của ngài Sinanda, thì quý vị phải hiểu là để gọi là tiêu trừ nghiệp á, theo tinh thần mà lời Phật dạy á, thì ngoài việc á, như ngài nói là ngay tại vì khi quý vị mà còn ăn năn quá khứ đó là một tâm, cái tâm chảo hối, cái đó là tâm bất thiện, thì cái điều tốt nhất á, điều tốt nhất mà để gọi là cải thiện cái quả nghiệp á, thì quý vị phải thực hành theo lời Phật dạy, đó là gì? Đó là thực hành giới định tuệ, thực hành bố thí, trì giới, thâm thiền, đúng không? Thì chúng ta mới gọi là giảm được cái tác động của nghiệp bất thiện. Dạ. Yeah. Thì xin kết thúc cái câu trả lời số 1, số 2 đây. Có hơi dài nên hai vị Đức Hoàng Nghĩa thông cảm, tại vì câu này hỏi này nếu mà trả lời nó ngắn gọn thì nó đôi khi nó cũng có những cái vướng mắc, cho nên là nó hơi dài tí, nhưng mà để cho nó rõ, nó tường tận hơn. Dạ. Yeah. Xin cảm ơn. Thưa với quý vị đó, thì sư tóm tắt lại để cho quý vị dễ nhớ. Nghe. Hello, quý vị. Ở đây có nghe đó. Không nghe đấy rồi. Hello. Nghe chưa? Nghe gì hết á. Chưa nghe đấy rồi. Trời. Đã nghe chưa? Nghe. Để sư tóm tắt lại cho quý vị dễ hiểu, dễ nhớ ha. Thứ nhất á, là cái việc mình đã làm rồi thì mình nên lấy đó làm cái kinh nghiệm để mình không phải tạo những cái điều tương tự nữa, chứ không phải lấy đó làm cái việc để chúng ta cứ ăn năn đây đức. Cái tạm úy á, nha, cái sự hổ thẹn, mục đích á, là để chúng ta ngăn ngừa không có tái phạm cái nghiệp cũ nữa và nỗ lực khắc phục cái hậu quả chúng ta đã làm. Cái thứ hai á, là chúng ta khi đã tạo cái ác nghiệp rồi đó, thì chúng ta hãy tạo những cái điều kiện ngăn cho cái ác nghiệp đó thuận lợi trổ quả bằng cách tích cực làm những điều thiện. Ví dụ như bố thí, giữ giới, hành thiền, cung kính, phục vụ. Đó, rồi nghe pháp, thuyết pháp, tùy hỷ, hồi hướng, sửa sang chi kiến cho đúng. Những cái đó nó sẽ làm cho cái quả bất thiện của mình á, nó sẽ bị ảnh hưởng, bị cản trở. Nhưng nó sẽ vẫn trổ, chẳng qua khi nó trổ á, thì nó thứ nhất nó sẽ trổ chậm hơn. Cái thứ hai á, là nó sẽ trổ nhẹ hơn do bị nhiều năng lực cản trở của thiện nghiệp. Cái thứ ba là muốn tránh hoàn toàn khỏi cái nghiệp này á, thì chỉ có nước là tu chứng đạt đạo quả. Bởi vì một vị A-la-hán thì vị đó sẽ không còn chịu những cái quả báo sau khi vị đó nhập Niết Bàn. Nhớ giùm sư những cái ý chính này. Còn quý vị hỏi cái nghiệp, những cái việc làm như vậy đó, thì nó sẽ như thế nào? Sư có suy nghĩ là có cần phải trả lời hay không? Bởi vì nếu như trả lời á, thì quý vị sẽ sợ hãi mà băn khoăn lo lắng, nó cũng chưa chắc nó đã giúp gì được, trong khi đó cái việc mình cần làm á, là mình như là những cái vấn đề sư vừa nói, tức là tạo những cái điều kiện cho các ác nghiệp đó nó hạn chế tối đa cái việc nó trổ quả thuận lợi. Nhưng mà thôi, quý vị đã hỏi thì sư cũng trả lời. Thứ nhất, cái việc đầu tiên á, chúng ta có thể tham khảo cái nghiệp tà dâm, cái ác nghiệp của nghiệp tà dâm nó sẽ cho quả báo như thế nào.
Quý vị có thể xem lại cái video về phân tích giới không có tà dâm của sư ở trên lớp Phật pháp căn bản. Và cái thứ nhất, cái thứ hai thì sư chỉ tóm tắt thôi ha. Một á, là mình sẽ đi địa ngục, chắc chắn đi địa ngục, mà bởi vì cái nơi mà mình phạm giới á, là ở trong ngôi tự viện, cho nên cái địa ngục đó mình sẽ trải qua một thời gian rất là lâu. Có thể là từ thời Đức Phật quá khứ, Đức Phật hiện tại cho đến Đức Phật vị lai cũng không chừng. Nó sẽ rất là lâu nha. Và khi mà mình ở kiếp ngạ quỷ á, mình sẽ làm cái ngạ quỷ sống trong chỗ dơ bẩn, ăn những thứ dơ bẩn. Rồi khi mà mình làm thú hoặc làm người đó, thì mình sẽ bị những cái vấn đề về thân thể, ví dụ như bị lở loét nè, cùi hủi nè, những cái đại loại như vậy. Rồi nếu như làm người đó thì có thể là những con người rất là xấu xí, rồi có thể là giới tính của mình cũng sẽ không bị rõ ràng, có vấn đề về giới tính. Rồi nói chung là từ cái hình sắc cho đến cái mùi hương cơ thể nó rất là ghê gớm, mà người khác không muốn nhìn, không muốn nghe, không muốn thấy mặt mình, thì nó sẽ bị những cái nghiệp như vậy. Cho nên á, muốn giải quyết thì chỉ có những cách như là sư và sư Tuệ Tường vừa mới nói nãy giờ. Ở trong việc này thì không biết là sư Chánh Tâm, không có cái gì nữa thì chúng ta qua câu hỏi tiếp.